Anh Đắc ơi, đang có khách tuổi 1990 mà muốn làm cái tranh ngựa thì anh ra mẫu cho khách xem cái được không? Ok luôn nhá. Đây em nhá, chính cái tác phẩm mà mã áo thành công này là cái tác phẩm mà bên anh đã vẽ mẫu cũng như là đục chạm cho em để em xem. Và tuổi 1990 thì bên anh sẽ nhấn mạnh vào các cái điểm cơ bắp của cái tác phẩm này. Bởi vì em còn rất trẻ thì con ngựa nó phải có cơ bắp, nó phải có một cái khí thế, nó phi lên thì em mới có sức sống. Với cái thứ hai nữa là trong cái mặt phong thủy thì như thế là nó mới tạo ra được một cái sinh khí nó rất là mạnh, và giúp cho cuộc đời cũng như là giúp cho sự nghiệp của mình nó sẽ càng ngày càng hanh thông hơn. Em tham khảo mẫu này nhá.